Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Năm 2022, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Các cấp hội nông dân đã phối hợp tổ chức hơn 300 buổi tư vấn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 25.000 lượt hội viên, cung ứng gần 1.600 tấn phân bón trả chậm, tín chấp với các ngân hàng trên 3.000 tỷ đồng cho hơn 30.000 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tích cực xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân và nhận ủy thác từ Trung ương hội trên 90 tỷ đồng cho gần 1.900 hộ vay theo 140 dự án, đã giúp trên 1.000 hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ mới theo chuỗi giá trị, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đã bước đầu tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số, nông nghiệp nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hương Yên biểu dương kết quả các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, năm 2022, tỉnh Hương Yên đạt nhiều kết quả vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các cấp hội và hội viên nông dân trong tỉnh. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua. Trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chọn khâu đột phá, chú trọng nhân rộng các mô hình điển hình, các nhân tố mới cách làm hay, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nghị quyết đại hội hội nông dân cấp trên, sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh các đồng chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức thành công đại hội hội nông dân các cấp theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư và chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Cán bộ hội viên của chúng ta phải đi đầu tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trước hết là những vấn đề về chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là trong vấn đề về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng hội, đội ngũ cán bộ hội các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác hội trong tình hình mới, đặc biệt là cần ưu tiên đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp hội để trở thành những nhân tố nòng cốt trong việc triển khai các phong trào hội, tuyên truyền vận động hội viên nông dân, rồi triển khai cung ứng các cái dịch vụ hỗ trợ cho hội viên nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình, các phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả, hỗ trợ người nông dân tham gia liên kết trong các chuỗi sản xuất, các chuỗi phân phối, ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, rồi các chuẩn mực an toàn trong sản xuất, chuyển đổi số trong nông nghiệp, ví dụ như là thực hiện các cái chuẩn mực trong sản xuất theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, hay là phát triển các cái sản phẩm ô cốp để xây dựng thương hiệu cho nông sản, quảng bá giới thiệu, rồi xúc tiến thương mại. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội, thực hiện tốt các phong trào thi đua tỉnh Hương Yên giai đoạn 2021-2022, được các cấp khen thưởng.